Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp Chủ Nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11 năm canh tí Ngày này là ngày đinh dậu tháng mậu tí năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bạo quang, giờ kỵ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sơn hạ hỏa, ngày đinh dậu, tức can khắc chi, nghĩa là hỏa khắc kim và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sơn hạ hỏa, kỵ tuổi, tân mão, quý mão, ngày thuộc hành hỏa, khác với hành kim, đặc biệt là tuổi quý dậu, ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày dậu lục hợp với thìn, tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục, xung với mão, hình dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi ất mão, quý mão, quý tỵ, quý hợi và quý dậu tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ tố tụng, sao nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao u vi tinh, tốt mọi việc, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương mở kho sao Minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc sao nhân chuyên đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao Kim thần thất sát về các sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu Hồng Sa xấu mọi việc sao địa phá kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao thần cách kỵ tế tự, sao băng tiêu ngoại hãm, xấu mọi việc, sao hà khôi, hay còn gọi là sao cậu giáo, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao lỗ ban sát, kỵ khởi công, động thổ, sao không phòng, kỵ cưới hỏi, sao cậu giáo, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày Hỷ thần Hướng chính nam Tài thần Hướng chính đông Sau đây mời các bạn đón xem Từ vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020 Mời các bạn cùng theo dõi Đầu tiên mời các bạn đón xem Từ vi tuổi tí Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho bạn tuổi Tý. Do đó, bạn mệnh tuổi Tý cần phải hết sức cẩn trọng trong ngày hôm nay. Rất có thể có kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện ở xung quanh bạn thừa cơ bạn lơ là để niếm đá giấu tay gây trở ngại cho công việc của bạn. Tuy nhiên, cục diện này không ảnh hưởng quá lớn tới bạn mệnh. Bạn mệnh luôn nghiêm túc với những gì mình làm. Nếu bạn đã luôn cố gắng hết mình thì chắc chắn mọi người xung quanh đều hiểu rõ và chẳng ai lại tin tưởng những lời dối trá vô căn cứ của kẻ tiểu nhân. Ngày này với bạn tuổi tí cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho thấy lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tý là bạn hãy cải thiện các mối quan hệ của mình trong tập thể. Bạn là người có nhiều chuyện hay xía vào chuyện của người khác tính xấu này khiến cho mọi người dễ có ác cảm với bạn nữa. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim chú ý kẻ tiểu nhân rình rập ở xung quanh. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy giữ thái độ cẩn thận khi làm việc tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa mở rộng các mối quan hệ với bạn bè đồng nghiệp tử vi tuổi canh tý thuộc thổ được mọi người xung quanh tin tưởng tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực trong lòng về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 5 số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngộ hành tam hợp tỵ dậu Sửu phù trợ cho nên bà tuổi Sửu với vẻ bề ngoài ung dung điềm tĩnh dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người bản mệnh tuổi Sửu là người có tài lãnh đạo bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nhờ sự quyết đoán khi giải quyết công việc Tuy nhiên, với bà tuổi Sửu, nếu đã là người dẫn đầu thì bạn cần phải trò chuyện và tiếp xúc với các cấp dưới nhiều hơn. Vẽ bề ngoài quá mức khó gần của bạn khiến cho nhân viên của bạn cũng cảm thấy e dè. Và với bạn tuổi Sửu, hãy chú trọng quan sát và tìm hiểu để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mọi người. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bản mệnh tuổi Sửu và người nhà vô cùng là hòa hợp cho dù có bạn rộn đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến gia đình. Bạn biết rằng gia đình là hậu phương vững chắc tiếp sức cho mình vượt qua mọi khó khăn sóng gió ngoài xã hội. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim xây dựng được lòng tin với cấp dưới. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy nên cởi mở hơn với cấp dưới đồng nghiệp. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa có tài lãnh đạo đưa tập thể tới thành công tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ yêu thương và coi trọng gia đình tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc chú ý quan sát và thấu hiểu người khác và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 4 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu xám màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Dậu tuổi Tị từ vi tuổi dần chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn tuổi dần phải trải qua một ngày làm việc vô cùng là áp lực và nếu như bạn tuổi dần không biết cách kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, không suy nghĩ trước khi nói thì bạn rất dễ gây hấn với người khác, ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân mình về sau này. bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này cũng cần phải chú ý tới tác phong làm việc của mình, tuân theo sự sắp xếp của ban lãnh đạo chứ không nên một mình một ý công khai tỏ thái độ chống đối một cách vô lý muốn thành công trong công việc mọi thành viên trong tập thể cần có sự kết nối đoàn kết với nhau trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tuổi dần bạn lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt tình cảm của bạn tuổi dần và người nhà chưa chắc đã được in bình, đôi bên có thể xảy ra xích mích, mâu thuẫn với nhau về một số vấn đề nào đó trong cuộc sống. Bạn mệnh tuổi dần hãy đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ dưới góc độ khác xem sao. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy không nên nóng nảy nghĩ gì nói nấy tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa tránh va chạm với mọi người đặc biệt là cấp trên tử vi tuổi Mậu Dần thuộc Thổ chấp hành quy định của tập thể tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc không nên chống đối lại cấp trên tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim vợ chồng xích mích với nhau về đánh giá của ba tuổi Dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Từ vi tuổi Mão, chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với ba tuổi Mão, chua chúng ta thấy là với ba tuổi Mão đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu, cho nên bạn tuổi Mão có thể dù bạn rất thông minh, nhanh nhẹn và có giác quan nhạy biến, tuy nhiên bản mệnh lại quá kiêu ngạo với tài năng của mình và sẵn sàng gây gõ, tranh cãi với những người có ý kiến trái chiều với mình. Bạn tuổi mão, bạn không thể bắt ép người khác có ý kiến đồng với mình bởi mỗi người là một cá thể độc lập, có suy nghĩ khác nhau. Nếu muốn người khác nghe theo ý của mình, bạn cần phải trình bày quan điểm một cách thuyết phục. Và trong vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi mão may mắn cho bạn trên lĩnh vực về tài lộc của bạn lại rất chi là sáng sủa. Đây là điểm sáng của bạn trong ngày. Đối với những ai làm nghề tự do, có thể được hưởng một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Còn những ai kinh doanh buôn bán sẽ có được một ngày buôn may bán đắt. Bạn là con giáp thành thật, cho nên nhận được sự tin tưởng của tất cả mọi người, khách hàng trong ngày. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, thông minh, nhanh nhẹn và có giác quan nhạy biến. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa không nên coi thường người khác. Tử vi tuổi kỵ Mão thuộc Thổ học cách lắng nghe ý kiến trái chiều. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc buôn bán đắt hàng, khách hàng tin tưởng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim thích hợp tác đầu tư, kinh doanh. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tốt Từ vi tuổi Thìn, chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Thìn cho chúng ta thấy là với bà tuổi Thìn đang gặp được ngày ngũ hành nhị hợp phù trợ, cho nên bà tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người, thế nhưng đôi khi chính bạn lại thiếu đi sự tự tin thành ra hay do dự và một khi đã không chắc chắn, bạn thường phải mất rất lâu mới đưa ra được quyết định cuối cùng. Và hôm nay với bà tuổi thìn, vốn là một ngày, rất thích hợp để hợp tác làm ăn. Vì thế, những ai làm công việc kinh doanh, đầu tư nên mạnh dạn đưa ra những quyết định, bắt tay hợp tác, đừng có chần chừ quá lâu, khiến cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi thìn, cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại rất tốt đẹp. Bạn và nữ kia luôn duy trì được tình cảm ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhiều khi người ấy đã giúp cho bạn đưa ra được những định hướng rất chính xác trong những tình huống khó khăn nhất. Và nếu như bạn là đàn bà, đàn ông thì là người trung thủy. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ được mọi người tin tưởng và yêu mến. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ hay trần trừ do dự trước mọi quyết định quan trọng. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc nên hợp tác phát triển quan hệ với đối tác. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim tình cảm vợ chồng hòa hợp. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy tin tưởng và hay tâm sự với nửa kia. Phải đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi mão, tuổi thân. Tử Vi tuổi Tỵ, chủ nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tỵ nhờ có chính tài chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Tỵ đang có được cơ hội được thừa hưởng một khối tài sản kha khá trong ngày hôm nay. Rất có thể với bạn tuổi Tỵ sẽ được nối nghiệp gia đình, tiếp tục đưa sự nghiệp của gia đình phát triển đi lên trong tương lai. Và trong ngày này đối với bạn tuổi tỵ nếu như bạn là nhân viên, làm việc ở các cơ quan, công ty thì bạn được mọi người nể trọng bởi bạn có được sự cố gắng trong suốt thời gian vừa qua, những ưu điểm nổi bật của bạn được cấp trên công nhận và đánh giá cao, bạn hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai của mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa khắc với kim cái điều này cho thấy với bà tuổi tỵ thường hay nó, nội nóng với nửa kia của mình. Bạn mệnh không nên trút những cơn nóng giận lên đầu người thân thiết một cách vô căn cứ như vậy. Bởi mọi hành động của người ấy chỉ xuất phát từ sự lo lắng và quan tâm tới bạn mà thôi. Ngày này với bà tuổi tỵ đang có được tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ trao đổi công việc được thuận lợi, có lộc khổ thiêu chân tài lộc ầm ầm đổ về nhà. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa được thừa hưởng sản nghiệp của gia đình, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ được mọi người nể trọng, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao ưu điểm của bạn, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim vợ chồng không hòa hợp cho lắm, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy không nên nóng giận về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 2 số 4 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu hồng màu tím quý nhân phù trợ tuổi Ngọ tuổi Mùi tuổi Thân và các bạn đang xem video đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Ngọ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có họa khắc với kim, chứng tỏ bạn tuổi Ngọ không gặp nhiều may mắn trong những mối quan hệ tình cảm ngày hôm nay ngày này nếu như bạn đang còn độc thân, bạn mệnh cần phải bình tĩnh để suy nghĩ chua kỹ, đừng nên có vội vàng đến với một ai đó. Có thể cả bạn và người ấy đều chưa thực sự chắc chắn về những cảm xúc của mình. Trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ, nếu như bạn đã có gia đình thì bạn mệnh có thể sẽ phải đau đầu vì chuyện con cái, bạn mệnh cảm thấy mệt mỏi và không hài lòng vì con cái của mình bởi con cái luôn cố tình làm trái ý. Tuy nhiên, đôi bên nên nói chuyện nghiêm túc để cùng tháo gỡ chứ không nên sử dụng dôi vọt. Trong vận trình ngày này đối với bạn tuổi ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cho thấy đây là điểm sáng trên lĩnh vực về tiền bạc, tài lộc cho bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay. Khi với bạn tuổi ngọ đang gặp được quý nhân. Những người chăm chỉ làm thêm suốt thời gian vừa co sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Ngoài ra, bạn cũng có thể phát tài nhờ vào vận may của mình. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, bình tĩnh suy nghĩ mọi vấn đề. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, tình cảm không vững bền, cần phải suy nghĩ kỹ càng. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, Mâu thuận với quân cái không nên lạm dụng roi vọt tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc có cơ hội phát tài nhờ vào vận may vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là vận trình của ba tuổi mùi đang gặp ngày có thiên quan gây rối. Cái điều này cho thấy với ba tuổi mùi cần phải tránh qua lại với các quan sáu trong bộ máy chính quyền. Nếu gặp phải những người có ý đỏ, bắt bẻ mình, bạn hãy chủ động giữ khoảng cách, không nên hơn thua trực tiếp bởi bạn rất có thể sẽ phải chịu nhiều thiệt hoài. Và với bạn tuổi mùi, bạn là người nhanh nhẹn, và chính nghĩa, tuy nhiên lại rất dễ bị kích động. Khi nhận được thông tin gì, bạn cần phải chú ý để lắng nghe nhiều, để đưa ra được những quyết định đúng đắn nhất, không nên để dư luận dắt mũi mình. Cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại rất tốt đẹp, mối quan hệ giữa bạn tuổi mùi với gia đình được hòa hợp, bạn luôn là người biết chăm lo cho cả nhà. Bạn hiểu rằng trên đời này tình thân là điều quý giá nhất. Cho dù bạn có tiền tài hay là địa vị như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào đánh đổi được tình cảm. vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim không nên hơn thua với người có quyền cao chức trọng tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tránh xa kẻ xấu nếu không muốn chịu tổn hại tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa giữ đầu óc tỉnh táo trước mọi quyết định tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ gia đình hòa hợp quan trọng nửa kia tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc biết chăm lo cho gia đình vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 4, số 5, giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mão tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2020 xem từ vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thân đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ cho nên bạn tuổi thân dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ vào sự thông minh và khéo liếu bẩm sinh của mình bạn tuổi thân bạn mệnh có thể gây dựng được ấn tượng sâu sắc cho mọi người ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên sự nghiệp của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này cũng có được những bước tín đáng thuận lợi bởi cấp trên đã nhận ra được thế mạnh của bạn. bạn được giữ chức quan trọng và một khi đã được đứng ở vị trí cao hơn, bạn mệnh càng phải cố gắng và phát huy khả năng của mình nhiều hơn gấp nhiều lần so với trước đây. và trong ngày này đối với bạn tuổi Thân ngày này thích hợp cho bạn bắt đầu làm nhiều công việc. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần tránh động thổ vào ngày hôm nay. Vì vậy, nếu có kế hoạch thực hiện công việc thì bản mệnh nên rời sang những ngày tiếp theo để công việc tiến triển thuận lợi hơn. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, xã giao tốt đẹp, tạo ấn tượng tốt cho mọi người. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, thăng tín nhờ sự thông minh, khéo léo. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, được cấp trên quây trọng và cất nhắc. Từ vi tuổi canh thân thuộc mộc không nên động thổ trong ngày hôm nay tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim cần cố gắng phát huy năng lực của mình vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 3 số 5 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi dậu, tuổi tốt. Từ vi tuổi dậu, chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi dậu cho chúng ta thấy là với bà tuổi dậu do chịu tác động của cục diện ngũ hành, dậu dậu tự hình. Cho nên bạn tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy, mọi khi gặp phải những người không vừa ý mình. Và với bạn tuổi Dậu, bạn đang có xu thế nói năng mà không suy nghĩ kỹ càng, cho nên dễ gây tổn thương cho người khác. Bạn có biết tính cách đó khiến cho mình trở thành con giáp dễ mắc bậy của kẻ tiểu nhân, khiến cho sự nghiệp của mình gặp nhiều trở ngại với bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này bạn cũng cần phải chú ý cách diện đạt để tránh những rắc rối không đáng có xảy ra với mình chẳng ai muốn phải nghe những lời chê trách thiếu tế nhị của bạn và bạn đừng nên cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn và lúc nào cũng có tư cách chỉ trách người khác như vậy vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dậu may là bạn lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cái mối quan hệ giữa bản mệnh tuổi dậu và người nhà vẫn luôn được tốt đẹp. Và với bà tuổi dậu cũng cần phải tâm sự những điều khó xử với nửa kia của mình. Người ấy chính là người thấu hiểu bạn nhất và có thể đưa ra cho bạn những hướng giải quyết đúng đắn nhất nữa. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, tính tình nóng nảy, dễ tổn thương người khác. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc họ nối năng không suy nghĩ, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, không nên nổi giận vô cớ, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, tâm sự với nửa kia nhiều hơn, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, vợ chồng ăn ý, thấu hiểu lẫn nhau. vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi thìn. Từ vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020. Xem vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất, chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang có điểm báo gặp đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay do bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngộ hành tương hại gây ra. Và với bạn tuổi Tuất có thể phát hiện những người tưởng chừng như có tình nghĩa với mình đang trở mặt để hãm hại mình. Dưới tình huống như vậy, bạn đừng có quá bi quan, bạn hãy coi đây là cơ hội để nhận ra ai là kẻ không xứng đáng làm bạn với mình tình cảm giữa bạn và nửa kia cũng có thể có dấu hiệu bất ổn. bạn tuổi tuất hãy nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và nghĩ cách để khắc phục ngay lập tức. nếu cứ tiếp tục thở ơ lạnh nhạt, mối quan hệ giữa đôi bên càng ngày càng trở nên xa cách nhau. trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tuất. Ngày này thích hợp để cho bạn xuất hành đi xa, nếu như bạn đang có ý định đi đâu đó thì bạn nên đi theo những hướng tốt để gặt hái được nhiều may mắn, dễ thành công hơn trong công việc của mình. Những hướng tốt để cho bạn xuất hành trong ngày hôm nay như Hỷ thần hướng chính nam và Tài thần hướng chính đông. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa có thể bị người thân thít phản bội, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ không nên giữ những suy nghĩ bi quan từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc vợ chồng lạnh nhạt không thấu hiểu cho nhau từ vi tuổi canh tuất thuộc kim thích hợp xuất hành từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy nên tháo gỡ những rắc rối trong cuộc sống Vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 6 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi ngọ tuổi thân từ vi tuổi hợi chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này đang gặp được ngày có Kim sinh cho Thủy vượng, cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Hợi và gia đình rất chi là in ấm. Bạn tuổi Hợi luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì, nhờ vậy mà nửa kia cảm thấy mình được tôn trọng và yêu thương. Ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, nhân duyên với người khác giới của bạn cũng khá chi là vượng. Bạn mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, giao lưu. Bạn có thể sẽ tìm được người phù hợp với mình ở đó. Đừng có ngại ngần chủ động bắt chuyện với người khác. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cho thấy bạn thường hay đưa ra những quyết định nóng vội bốc đồng trong công việc. Bạn hãy đội tật xấu này, nếu không bạn rất dễ lâm vào những rắc rối khó có thể giải quyết được, thậm chí gây ảnh hưởng tới cả tập thể. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa gia đình hòa hợp, luôn lắng nghe ý kiến nửa kia. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tôn trọng và yêu thương nửa kia. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc chủ động hơn khi giao tiếp với mọi người, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc Kim có cơ hội gặp được người như ý, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc Thủy suy nghĩ bốc đồng, gây nhiều rắc rối. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi sửu tuổi dần cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại